Welcome to Andy Quiz Show. 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 Trở lại với nữ ca sĩ người Spain, Helen Alina Lopez. Trở lại với em thì anh biết là anh có dịp gặp Helen trong một cái buổi tuyệt phải nói là charity, tức là người ta fundraising cho những người veteran. Thì đó là cũng là lần đầu tiên anh có dịp nghe và xem Helen hát ở trên cái chương trình đó. Thì Helen lên đó hát những cái bài nhạc phải nói là twist, sống động, xong rồi có những cái người mà cựu chiến binh người ta sinh hoạt với Helen. Thì đó có phải là lần đầu tiên hay là Helen thường cộng tác trong những cái chương trình charity đó? No, Helen hát cho nhiều charity lắm ở tại Orange County. Thì cái cảm giác với lại cái reaction, tức là cái phản ứng của những khách đi xem như thế nào? Dạ, người ta rất là thích và người ta rất là ngạc nhiên á. Tại vì người ta không có biết là Helen là người ngoại quốc 100%, nhưng có tâm hồn rất là người Việt Nam. Cho nên cộng đồng Việt Nam rất là thích. Vâng, ok. Có bao giờ em nghĩ em là một người Việt Nam thuần tí không? Dạ, anh nói sao anh? Có bao giờ em nghĩ em feeling em là một người Việt Nam? All the time. Người ta nói cho Helen, người ta kể là có thể kiếp trước Helen là người Việt Nam. Wow. Maybe. Nếu mà Helen nghĩ được cái điều đó là phải nói là rất là sâu sắc. Tại vì cái ngôn ngữ nó rất là khó hiểu khi mà nói về cái past life và cái future life hoặc là cái present. Nhưng mà em hiểu được cái quá khứ. Đó thì cái điều đó cũng... So what do you think? Em nghĩ như thế nào? Cái điều đó có trúng hay không? Không biết nữa. Không biết nữa. Maybe. Có thể. Có thể được. Tại vì Helen rất là thích phong tục Việt Nam. Ở nhà Helen cũng có cây bóng mai á. Vâng, bóng mai. Tết tới, cho nên Helen để chân cái bông mai trong nhà. Rất là hay. Helen có bao giờ có những cái chiếc áo dài của Việt Nam hay không? Dạ có. Vậy hả? Sao hôm nay Helen không có nhiều lắm? Helen có nhiều lắm, nhưng Helen thường Helen lên sân khấu hát thì cái nhạc của Helen không phải nhạc quê hương mà để mặc áo dài. Thường thường Helen hát nhạc Nhật sống động, cho nên nhạc Nhật sống động. Dạ, mặc áo dài và làm quẩy là không được. Nó mất đi cái thước tha. Dạ. Đúng rồi. Khi mà nói đến chiếc áo dài như vậy đó, Helen thích bông mai, xong rồi cũng có celebration, tức là như là đón Tết, đón xuân. Như vậy xong rồi những cái thực phẩm thì Helen ăn những món gì? Ở nhà hả? Ở nhà. Ở nhà Helen thích ăn thịt kho. Thịt kho. Wow. Helen biết nấu luôn. Ồ vậy à? Dạ. Helen biết nấu cháo gà. Cháo gà nữa? Yeah. Wow. Helen nấu, ở nhà nấu cháo gà. Rồi Helen ăn mỗi ngày 2 tuần. Hai tuần sau Helen lên 7 pound. Bây giờ Helen cứ ăn cháo gà. Anh nghĩ là chắc cái đó sau khi em ăn xong cháo gà thì em đi ra bên ngoài em ăn thêm mấy cái pizza hoặc là hot dog, hamburger. No, thì không dám ăn đâu. Chứ thường thường ăn cháo gà thì anh nghĩ là nó đâu có thể nào mà nó lên cân như vậy. Anyway, trở lại cái vấn đề mà cái happy đó thì ngoài cái chuyện mà Helen hát, Helen đi làm những cái chuyện bình thường hàng ngày đó thì cái happy, tức là cái sở trường của Helen thích cái gì? Helen vui đi làm mỗi ngày. Helen làm ở dưới Riverside. Riverside. Helen làm nhà báo. Báo Mỹ. Làm nhưng advertising. Nhưng mà cái happy chính. Nhưng trong tương lai Helen rất là muốn phát âm cái dĩa CD. Helen bắt đầu thâu 3 bài rồi. Nhưng Helen còn thiếu 5-6 bài. Cái đó là cái tương lai gần nhất đây, đó là Helen muốn phát hành một cái CD của mình. Ok, trong đó những cái bài nhạc nào mà Helen sẽ chọn? Helen thâu 3 bài rồi, là bài Tiếc Thương. Tiếc Thương. Bài Xin Dành Trọn Cho Em. Xin Dành Trọn Cho Em. Rồi bài Mãi Là Người Đến Sau. Mãi Là Người Đến Sau. Cũng lại là Mãi Là Người Đến Sau. Yeah. Thì thôi bây giờ mình chọn cái bài nhạc vui nữa đi, để cho nó có vẻ yêu đời hơn. Trong cái CD đó thì khi nào đó thì Helen sẽ chuẩn bị để mà phát hành cái CD đó? Khi nào Helen thâu hết cái bài xong thì Helen sẽ phát hành cái CD. Cuối năm?
vào cuối năm đó. Maybe. À, hy vọng là tất cả các bạn nào mà yêu thích tiếng hát của Helen thì các anh phải chịu khó chờ đợi cho tới khi nào mà Helen thu xong cái đĩa đó, cho đến cuối năm phải không? Khi nói về cái sinh hoạt mà Helen tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt Nam và Helen đi trình diễn như vậy, okay, yeah, thì chắc chắn nó có nhiều cái kỷ niệm, nhưng yeah, mà có những cái giây phút nào mà Helen không có hài lòng không? Khi mà mình tiếp xúc với lại một cái cộng đồng mà người Việt Nam, có khi nào mà Helen không có hài lòng một cái chuyện nào đó không? Câu hỏi này nó hơi khó. Dạ, yeah, hơi khó quá. Hơi khó quá. I don't think there's anything. Nghĩa là, như vậy có nghĩa là chứng tỏ là người Việt Nam rất là... rất là tốt với Helen. Rất là tốt với Helen. Dạ. Yeah. Ok, điều đó, đó là một cái điều tốt. Yeah. Bây giờ hỏi ngược lại, nếu mà đặt trường hợp Helen làm người Việt Nam, yeah, hoàn toàn. Dạ. Yeah. Ok. Helen sinh hoạt với lại người, cái cộng đồng người Việt Nam là bình thường, đúng không? Dạ, yeah, yeah, đúng. Helen phải sinh hoạt với một cái cộng đồng của một cái người khác, yeah, người dân khác, yes, khác sắc tộc. Uh-huh. Thì Helen nghĩ như thế nào? Helen đặc biệt hơn. À, Helen đặc biệt hơn. Wow, câu trả lời rất là hay. Uh-huh. Đúng. Tại vì nếu Helen là người Việt Nam, hát tiếng Việt, rồi nói tiếng Việt như vậy, người ta không có tưởng Helen đặc biệt gì. Không có tưởng Helen đặc biệt gì hết đâu. Nhưng Helen là ngoại quốc và nói tiếng Việt được, hát tiếng Việt được thì rất là đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam. Ok. Nếu mà Helen có một cái giấc mơ, có một cái điểm mơ ước, yeah, chứ phải là dream nha, yeah, nghĩa là một cái điều ước, yeah, một điều ước, thì trong cuộc đời Helen sẽ ước mơ điều gì? Wow, I feel like Helen là hoa hậu. Là anh hỏi Helen là mong ước cái gì? Helen mong ước là thế giới rất là bình yên. Vâng, ok, là hoa hậu và thế giới rất là bình yên. Cái mơ của Helen thì nó không có khác gì với là những cái cô mà thiếu nữ xinh đẹp, ai cũng muốn mình trở thành một cái queen, một, yeah, cái người đẹp, ok. Và cái đặc biệt nhất là được sống trong cái thế giới được hòa bình. Cái, yeah, điều đó là cái điều phải nói là cái dream của tất cả mọi người, yeah, cái giấc mơ của mọi người. Bây giờ hiện tại bây giờ thì Helen đang đi học phải không? Hay là tiếp tục học hay là Helen đi làm? Đi làm. Đi làm, ok. Cái mục đích chính trong cái cuộc đời của Helen, Helen sẽ làm gì? What is your ultimate goal? I think my ultimate goal bây giờ is muốn phát hành cái dĩa CD của Helen. Chỉ có vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chỉ có phát hành một cái CD thôi, yeah, là mục đích chính. Wow, nếu mà sau khi mà Helen mà thực hiện xong cái CD đó, phát hành xong cái CD đó, thì Helen muốn cái gì? Muốn được thật nhiều tiền hay là muốn được tất cả các muốn có đủ cộng tiền, đồng Việt Nam? Muốn có đủ tiền để lo tất cả người bạn, bạn thân của Helen. Really? Như vậy thì tất cả để các lo bạn... ba mẹ. Lo cho ba mẹ, ok. Tất cả các bạn mà thân của Helen là phải nhớ cái điều này nha. Nếu mà Helen mà gọi là đạt được cái giấc mơ đó thì tất cả các bạn rất là hạnh phúc, tại vì Helen sẽ là một cái người bạn rất là tốt, cũng như lo tất cả những cái chuyện có thể giúp đỡ được cho những người bạn, và đồng, yeah, thời điều quan trọng nhất là giúp cho ba mẹ, yeah, đúng không? Helen có bao giờ nghĩ là Helen sẽ marry, tức là lập gia đình với là một người Việt Nam không? Một thanh niên Việt Nam? Dạ, không có. Bây giờ Helen nghĩ tương lai là không có. Nhưng có thể trong tương lai Helen sẽ đổi ý. Nhưng bây giờ là Helen không muốn làm. Không muốn làm. Cái điều đó là cái điều đời tư của Helen. Đúng ra đó thì anh cũng không có muốn hỏi sâu vào cái vấn đề đó. Yeah. Bây giờ trở lại cái vấn đề văn nghệ. Trước khi mà anh em mình phải chấm dứt cái chương trình đó thì trong tương lai gần đây nhất, Helen có bao giờ nghĩ là mình sẽ ra mắt với CD của mình, yeah, và làm cái live show mình, yeah, trình diễn, yeah, cho tất cả mọi phải nói là người Việt Nam trên toàn thế giới để thưởng thức cái tiếng hát của Helen. Uh-huh. Có bao giờ Helen nghĩ như vậy không? Làm no, cái live show? Not really. Tại sao không? Hồi xưa tới giờ hả? Không, trong tương lai gần. Oh yeah, Helen rất là muốn. Rất là muốn. Yeah. Chắc chắn yeah, là sẽ có. Uh-huh. Thì hy vọng là tất cả quý vị sẽ xem một cái live show của nữ ca sĩ Helen, yeah, hát những nhạc phẩm tuyệt tác của Việt Nam, yeah, và đặc biệt nhất cho tất cả quý khán thính giả trên toàn thế giới.
À, bây giờ trước khi mà anh em mình chia tay, là tại vì cái thời gian nó cũng không còn nhiều, thì bây giờ mời Helen gửi lời chào cũng như là những cái ước nguyện gì của Helen gửi đến tất cả các fan của Helen. Xin mời. Helen xin cảm ơn anh Andy Chris và cùng xin cảm ơn đài của VBS đã cho phép lên chương trình hôm nay. Helen cũng cảm ơn những cộng đồng Việt Nam đã thương và ủng hộ Helen những năm gần đây. Và Helen chúc cho mỗi người một ngày tốt đẹp, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Trước khi anh em chúng tôi chia tay, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc. Và đặc biệt nhất, tất cả các bạn trẻ thành công thật nhiều trong việc làm cũng như trong việc học hành. Và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và hẹn trong chương trình thứ bảy tuần sau. Xin kính chào. Welcome to Andy Chris Show.